Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên chia sẻ món canh củ sen nấu với vài nguyên liệu rất là đơn giản nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Nguyên thì thường xuyên nấu món canh này cho gia đình vì rất là thích hợp cho người già trẻ nhỏ. Món canh này chứa nhiều dinh dưỡng và vitamin tốt cho trí não và giúp chúng ta ngủ ngon. Nguyên liệu thì có củ sen, tùy theo khẩu phần của gia đình nên các bạn mua theo lượng thích hợp nha. Và một trái bắp Mỹ, 300g sườn non, 50g hạt sen với lại 5 trái táo đỏ. Đầu tiên thì mình đi ngâm hạt sen trước nha. Hạt sen này Nguyên cũng đã rửa sạch rồi. Bây giờ cho vào cái chén, sau đó mình cho nước vào trong này mình ngâm. Mình ngâm cho nó hơi nở thì lúc mà mình nấu nó mới nhanh mềm nha. Củ sen dùng để nấu canh thì mình phải lựa cái trái mà dạ thì nấu canh nó mới ngon nha. Thì cái khúc ở trên này nó sẽ tinh bột nhiều hơn là cái khúc ở dưới nha. Cái này thì mình dùng để nấu canh. Còn riêng cái củ này thì nó chung một củ nhưng mà Nguyên bẻ ra ha. Cái phần này thì nó hơi giòn thì mình dùng để xào nè. Còn cái phần cuối cùng thì cái này mình dùng để nấu chè, nó ăn rất là ngọt và nó giòn lắm nha. Nguyên bẻ ra cho các bạn xem thì bên trong củ sen các bạn thấy là cái màu nó rất là đỏ ha. Thì cái củ sen này là củ sen đỏ, tại vì có hai loại, có loại là củ sen trắng á. Cái loại củ sen này thì mình nấu ra nó cũng có cái màu đỏ rất là đẹp. Củ này thì Nguyên dùng để nấu chè ăn nè, chỗ này nó giòn lắm. Còn ba củ này thì Nguyên dùng để nấu canh, tại vì nếu mà nấu hết thì nó rất là nhiều nha. Bắp này thì Nguyên cũng đã ngâm nước muối và rửa sạch lại rồi ha. Bây giờ thì mình cắt khúc ra. Nếu mà gia đình có bé nhỏ thì mình tháo hạt bắp ra nấu, mình bỏ cái cùi á. Như vậy thì các bé nó dễ ăn hơn. Sau khi cắt khúc thì mình cắt đôi. Canh này mình nấu với bắp uống rất là ngọt luôn nha các bạn. Bây giờ sơ chế củ sen. Củ sen thì mình dùng dao cắt bỏ cái đầu này nè. Sau đó thì mình bào vỏ ha. Nếu mà các bạn không muốn bào thì mình dùng con dao mình nạo cái vỏ cũng được. Sau khi bào xong thì mình rửa sạch lại ha. Củ sen này Nguyên cũng đã rửa sạch rồi. Củ này nó rất là to cho nên Nguyên phải cắt đôi ha. Sau khi mình cắt đôi kiểm tra xem nó có bị sình không. Nếu mà không có sình thì mình cắt miếng ha. Nếu mà bị sình thì các bạn phải rửa sạch lại. Bắp và củ sen thì mình đã sơ chế xong rồi. Còn riêng cái phần táo đỏ thì món canh nào Nguyên cũng đã chia sẻ là mình phải lấy bỏ cái hạt ra nha. Tại vì mình nấu hạt vào luôn thì mình ăn nó sẽ nóng trong người á. Hạt sen thì Nguyên ngâm được 30 phút rồi ha. Bây giờ thì mình mang đi rửa sạch. Bây giờ thì mình trụng sườn non nha. Cho nước vào trong nồi, sau đó mình cho sườn non vào trong này. Mình bắt lửa nấu cho cái nước này nó sôi. Sau khi sôi mà thấy bọt thì mình vớt bọt đi. Sau khi vớt sạch bọt rồi thì mình cho hạt sen vào trong này mình trụng sơ luôn nha. Sau khi trụng sơ thì mình tắt lửa, sau đó thì mình mang đi rửa sạch lại nha. Bây giờ thì mình đổ sườn non vào trong cái nồi. Bắp và củ sen mình cũng đổ vào luôn. Còn hạt sen và táo đỏ thì chút nữa mình mới cho sau nha. Bây giờ thì mình cho nước vào trong cái nồi. Lượng nước thì tùy thuộc vào nguyên liệu mà các bạn dùng nhiều thì mình cho nước nhiều nha. Rồi mình bắt lửa nấu cho sôi. Khi nước này nó sôi thì mình vớt sạch bọt để nước canh nó trong nha. Vớt sạch bọt xong thì mình đậy nắp và hạ lửa nhỏ. Mình nấu khoảng 30 phút ha. Sau 30 phút thì mình dỡ nắp ra. Bây giờ thì mình cho hạt sen với đài táo đỏ vào trong này mình nấu thêm 30 phút nữa ha. Nếu mà các bạn nấu bằng nồi áp suất thì mình cho vào trong này mình nấu một lượt luôn nha. Nhưng mà nếu mà mình nấu bằng nồi bình thường mình chia ra như vậy, nấu xong táo đỏ với lại hạt sen nó không có bị nát đó. Lúc nãy Nguyên quên nói là nếu mà mình nấu bằng nồi áp suất thì mình nấu 30 phút là được ha. Tại vì canh này không cần phải nấu lâu quá. Nồi canh này thì Nguyên nấu được 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ rất là thơm mùi bắp luôn. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình nha. Nguyên thì cho vào trong này nửa muỗng canh muối thôi, mình không có nêm thêm bột ngọt hay là hạt nêm, tại vì canh này nó rất là ngọt.
Canh này á, có hạt sen với lại táo đỏ nấu á, thì mình uống vào á, nó cũng giúp cho mình ngủ ngon nha các bạn. Nếu mà thấy mỡ thì các bạn vớt sạch mỡ ra nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi về tại ca sau thảy.